trên mảnh đất quê hương anh hùng sáng ngời. Bao đời người Việt luôn gắng công. Bọn em cũng khá nhiều người và mỗi người một tỉnh, có người từ Quảng Trị, có người ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tây đều có mặt đầy đủ ạ. Và bọn em đến từ rất sớm, đến từ lúc 12 rưỡi trưa. Và lúc đấy thời tiết vừa mưa vừa nắng, mưa rất to rồi lại nắng rất to. Bọn em rất là vất vả đứng lên, nhưng mà với cái lòng thương tiếc bác, em vẫn một lòng quyết tâm mà muốn vào để mãi kiên trung không ngừng. Việt Nam ngẩng cao đầu, tự hào bước tới, cùng chung tay xây đắp tương lai rạng ngời. Trong bao gian nan vẫn vững vàng tiếng mưa, người là ánh sáng soi đường cho ngày mai. Bằng tình yêu nước và lòng nhiệt huyết, người đã dẫn dắt ta. Báo này trong buồn vì được nghe tin bác mất. Bọn em rất là buồn vì đã giải cái tình cảm, bác đã dành tình cảm cho dân. Và bác mất đi chúng em là một tổn thương nhất cho cả đất nước mình và người dân Việt Nam. Bác là người ân cần, bác là người chu đáo và bác là người lo cho dân cho nước. Từ đến hơi thở cuối cùng đấy là mình rất là kiếm được người như vậy và tôn trọng bác. Thật ra thì khi nghe tin bác mất là tất cả chúng tôi là rất là xúc động. Và không phải bản thân riêng cá nhân của tôi mà tất cả các bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi nữa cũng đã rất là thương tiếc và đau buồn. Bởi vì với chúng tôi, bác là một người đốt lò rất là vĩ đại, một người cao cả, xứng danh với các con người vĩ đại trên thế giới. Trong lòng chúng tôi, bác luôn luôn là một cây bồ đề vĩ đại nhất ạ. Vì tình nghĩa mất một người tổng bí thư kính yêu của dân tộc, thực ra là ngay bản thân chúng tôi là một người dân nhưng mà cũng rất là buồn để coi như là bác đã đi xa. Thế thôi, đêm nay chúng tôi lên đây đã được vào viếng bác và coi là cũng là cái tâm nguyện, cũng là mãn nguyện của anh em chúng tôi. Dưới ngọn cờ đang niềm tin mãi không phai, nguyện phú trọng. Mình thì xúc động nhất lúc thắp hương bác, lúc đi vào viếng và thắp hương bác, mình thấy trong lòng mình rất là xúc động, rất là bồi hồi xúc động. Nhưng mà rất là tại nguyện là đã được đến thật lời để trong được viếng bác lần cuối cùng. Việt Nam ngẩng cao đầu, tự hào bước tới, cùng chung tay xây đắp tương lai rạng ngời. Trọn một đời vì Đảng vì dân, trái tim người hùng mãi kiên trung không ngừng. Việt Nam ngẩng cao đầu, tự hào bước tới, cùng chung tay xây đắp tương lai rạng ngời. Người là niềm tin, là hy vọng cho ngày mai. Nguyện phú trọng tròn một đời vì Đảng, vì dân. Tròn một đời vì Đảng, vì dân, trái tim người hùng mãi kiên trung không ngừng. Vì Đảng, vì dân.